xin mời cộng đoàn đứng. Lòng hân hoan con bước vào cung điện nhà Chúa, dâng lên Chúa bài ca cảm tạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe ca đoàn hát bài ca nhập lễ Lòng Hân Hoan. Chúng ta tiến vào nhà Chúa, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha của chúng ta, dẫu cho gian trần có đổi thay. Vâng, ngày hôm nay là trong thánh lễ này, chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật. Chúng ta tuyên xưng đức tin của mình qua việc chúng ta tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, Maria, Giuse, Rosa, các linh hồn và xin ơn chữa lành. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối tội lỗi của mình để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận tôi mọi đàn, vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các hiền thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa.
quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là Con đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời Đức Chúa phán: Ngươi hãy chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước. Vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời. Ngươi cầu cứu, người liền đáp lại: Có ta đây. Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đó là lời Chúa. Đời sống nhân từ thuần hòa êm ấm sẽ luôn sang người soi kẻ chính tâm. Người cho mượn và luôn thương cảm, theo lẽ công bình ân phúc thương ban. Người chẳng bao giờ lo sợ lay chuyển, thiên hạ muôn đời nhắc nhớ chính nhân. Người không sợ phải nghe tin dữ,
tâm hồn trông cậy nơi Chúa vững vàng. Người mãi yên lòng không hề nao núng, với ai tung nghèo chia sẻ miếng ăn. Điều chính trực thực thi luôn mãi, tháng năm giữa đời uy tín vươn cao. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe nói đến hai cái thực tại gọi là rất là thường tình trong cuộc sống của con người chúng ta.
đó là muối và ánh sáng. Chắc hẳn quý ông bà và anh chị em biết rằng là hầu như không nhiều thì ít, tất cả các món ăn chúng ta đều phải cho muối vào, đúng không? Có người có thể là ăn mặn thì cho nhiều, có người ăn nhạt thì cho ít. Nhưng mà hầu như tất cả các món ăn chúng ta đều cho muối để món ăn được thêm hương vị và đậm đà. Còn nếu không thì món ăn rất là nhạt nhẽo. Và cái điều thứ hai đó là ánh sáng. Chúng ta tất cả đều biết cách đây chừng khoảng mười mấy, hai hay hai mươi mấy năm thì hầu như là chỉ có phần lớn dân chúng ta là sử dụng đèn dầu, đèn dầu vặn lên vặn xuống. Và ánh sáng từ đèn dầu đó nó chỉ đủ để mà sáng một phần nào đó trong ngôi nhà mà thôi, chứ nó không thể chiếu sáng được cả ngôi nhà. Còn những ai mà khá giả hơn chút xíu thì sử dụng đèn điện. Và chúng ta thấy những ai mà sử dụng đèn điện thì cả ngôi nhà đều tỏa sáng. Hay là chúng ta thấy một cách cụ thể hơn, đó là ánh sáng mặt trời vào ban ngày. Đấy. Vào ban ngày thì ánh sáng mặt trời soi chiếu tất cả mọi ngóc ngách mà không bị che giấu. Vậy thì ngày hôm nay Chúa Giêsu đưa ra hai cái hình ảnh rất rất là thân quen, nhưng cũng rất là đỗi bình thường và hầu như chúng ta đều ít khi để ý tới: muối và ánh sáng. Tại sao Chúa Giêsu lại đưa ra cái hình ảnh đó? Và ở trong này thì Chúa Giêsu lại nói là nếu muối mà nhạt đi thì lấy gì mà muối nó cho mặn lại được. Thưa quý ông bà và anh chị em, biết tại sao mà Chúa Giêsu nói rằng là muối có thể nhạt được không? Muối thì hoặc là chúng ta bỏ vào mặn hoặc là không, từ bản chất nó là mặn rồi. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu nói là nếu muối mà nhạt đi được? Tức là chúng ta đổ nước vô để pha cho nó nhạt đi, phải không? Không phải như vậy. Tức là thế này, ở cái vùng dân Do Thái đó, nếu chúng ta ai biết cái vùng biển chết đó, thì ở trên cái vùng, cái bờ biển chết đó thì nó có rất là nhiều cái lớp sỏi, cái hòn sỏi đấy. Thì cái bờ biển hàng ngày, cái biển chết là biển rất là mặn, mặn đến nỗi mà có thể nằm trên đọc báo được. Thì cái hòn sỏi đó hàng ngày thì sóng biển nó cứ vỗ vào, và vậy thì muối nó bám lên trên cái hòn sỏi đó. Và người ta ra, người ta nhặt lấy cái hòn sỏi đó và người ta về nấu ăn. Sau một thời gian thì cái muối ở trên cái hòn sỏi đó nó tan dần, và cuối cùng chỉ là cái hòn sỏi không. Tức là ban đầu thì nó là cái hột muối lớn, cái cục muối như vậy. Sau thời gian nấu ăn thì nó tan dần cái muối dần, và chỉ là con sỏi. Cho nên nó không còn mặn nữa. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để nói rằng là muối mà nhạt đi, tức là cái cục muối bám trên hòn sỏi đó nó nhạt dần theo thời gian. Đó là như vậy. Và chúng ta biết rằng là nếu cái hình ảnh muối để nói lên cái sự mặn nồng, cái sự đầm đà, thì đời sống của người Kitô hữu cũng vậy. Chắc chắn rằng là cái sự đầm đà, cái sự mặn nồng đó không phải đến từ bản thân của con người chúng ta. Có thể rằng là chúng ta là một người đạo đức thì cái sự mặn nồng đó là nhìn vào để mọi người thấy rằng đó là một con người tốt, một con người nhiệt thành với cái đời sống đức tin. Thế nhưng hơn hết, cái sự đầm đà, cái sự mặn nồng đó đến từ Thiên Chúa, đến từ việc thực hành cái lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Nếu như tuần trước là ngày Chủ nhật thì đó là mùng 2 Tết, thì chúng ta đọc cái bài của ngày kính nhớ ông bà tổ tiên. Nhưng mà cái bài đọc tuần trước là bài các mối phúc. Và ngày hôm nay giáo hội cho chúng ta đọc bài đọc muối và ánh sáng. Tức là có thể nói rằng cái bài muối và ánh sáng này tiếp nối cái bài tám mối phúc đó. Tức là đưa vào cái đời sống thực hành đức tin của chúng ta để làm cho đời sống được mặn nồng. Và cái đời sống mặn nồng đó không phải từ bản chất con người, nhưng cho bằng cái đời sống mặn nồng đó là đời sống được ướp từ gia vị, được ướp từ lời của Chúa, được ướp từ việc chúng ta thực hành lời mà chúng ta nghe từ giáo lý.
Và điều thứ hai đó là ngày hôm nay Chúa Giêsu nói đến ánh sáng. Thì nói đến ánh sáng, con xin kể là một câu chuyện thế này. Con sưu tầm trên mạng internet, có một ông sĩ quan hải quân kia, ông nghỉ hưu, và ông ta mua một cái miếng đất trên một cái ngọn đồi gần một cái khu làng ven biển. Ông ta xây dựng một ngôi nhà bằng gỗ rất là đẹp. Và thường ngày thì ông ta vẫn đi lễ, đi nhà thờ ở trong cái đi lễ ở nhà thờ mà trong cái khu làng đó. Tất nhiên bởi vì ông ta mới đến cho nên là chưa có được dân làng yêu mến. Thì ông ta, cho nên mọi người vẫn còn tránh xa ông, một cách xa ông. Một phần nữa là ông ta là người xa lạ, không có quen biết ai hết. Thế nhưng một đêm nọ, một đêm trời nọ, thì dân làng mới thấy là trên cái ngọn đồi đó, cái căn nhà của ông này bằng gỗ và nó bốc cháy, nó bị cháy. Thế nhưng vì là cùng người, cùng làng với nhau, ít nhiều thì người ta cũng để ý và là người Kitô hữu, nên toàn bộ dân làng đã chạy lên để cứu, để dập cái ngôi nhà của ông sĩ quan hải quân đó. Và khi mọi người chạy lên dập ngôi nhà thì quý ông bà biết, anh chị em biết chuyện gì xảy ra không? Một cơn sóng thần đổ ập và cuốn tất cả cái những cái gì còn lại của ngôi làng ở bờ biển. Bây giờ dân làng mới ngỡ ra rằng chính ông sĩ quan hải quân này, bởi vì ông không thể đi đánh thức từng ngôi nhà được, khi ông biết được là có một cơn sóng thần đang tiến vào bờ biển, thì ông ta đã đốt cái ngôi nhà của mình để rồi mọi người có thể chạy thoát được cái cơn sóng thần đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái ngọn lửa ánh sáng phát ra từ ngôi nhà cháy đó, một cách nào đó chính là cái ngọn lửa phát ra từ cái tâm của ông sĩ quan hải quân kia, muốn cứu lấy dân làng, muốn cứu lấy cái mạng sống của họ. Ngọn lửa phát ra từ cái cơn cháy của ngôi nhà gỗ đó không sáng bằng ngọn lửa mà phát ra từ tâm của ông sĩ quan, từ cái ước muốn để cứu dân làng thoát được cái cơn sóng thần đó. Và như thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ánh sáng đích thực, ánh sáng lời Chúa, ánh sáng mà chúng ta có thể để qua đó mọi người nhìn thấy chúng ta là người Kitô hữu, chính là ánh sáng phát ra từ tâm hồn, chính là ánh sáng mà từ Thiên Chúa đến ở trong con người chúng ta, soi sáng con người chúng ta và đến lượt chúng ta trở nên một ngọn nến để soi sáng cho nhau. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, so
sống chung cười, rầm rộ nối tiếng buồn vui, bàn tay Chúa đưa vượt qua sóng xô tới về ngàn mơ. Dâng nguyện rằng Chúa tâm anh tình tuyền, tạ ơn Chúa thương con muôn phần đường đời. Chúa đời nâng, xin dâng lên cha đi theo chan chứa, nguyện tin con đong đầy nỗi nhớ tình ngài ban ban trời mây. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người. Xin cho bánh rượu này trở nên bí tinh, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hằng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bao đảm hưởng sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lành Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hướng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ban hào vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con ngưỡng ngỡ đến nhận danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ương mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
càng con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa trên trên và nguyện dâng Chúa sống ngài cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hậu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đấng mến cùng với đấng giáo hoàng Phanxicô, Đức giám mục Giuse chúng con, Đức giám mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô, Maria, Giuse, Rosa, các linh hồn. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha tạ sáng, Đức Cha chỉ Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đang xóa tội trần gian, xin thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đang xóa tội. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Chúa từ nhân đã làm cho người trần bao kỳ công tuyệt diệu, hồng rau khô Chúa cho uống phí tình, bụng đói lạ người cho ăn thỏa thích. Tôi luôn sáng ngời.
dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con được cùng chia sẻ một tâm bánh, cùng được uống chung một chén rượu. Xin cho cộng đoàn chúng con đây biết hành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Đức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Trong trong tôi tình yêu Chúa và tình yêu Chúa sáng lên, trong sáng lên tình mến tuyệt vời tuyệt vời, để con hân hoan đem tình yêu đi về muôn lối, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên chân đời. Thắp sáng lên, trong sáng lên tình yêu Chúa, thắp sáng lên, trong sáng lên tình mến tuyệt vời tuyệt vời. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.